Rồi, chào bạn, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Trời ơi. Mời bạn ngồi. Rồi, bây giờ xin mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân mình nè. Dạ, em chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh và chào bạn nam nhà kế bên. Cùng chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Vũ Thị Thanh Huyền, năm nay em 28 tuổi. Em làm là nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu công ty thực phẩm. Em hiện sinh sống ở Hồ Chí Minh mà quê em thì là ở Quy Nhơn, Bình Định ạ. À, Quy Nhơn, Bình Định. Dạ vâng. Rồi, và bạn nam. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Chào bạn gái bên bức rèm. Và chào tất cả quý vị khán giả có mặt tại đây. Em tên là Nguyễn Thanh Hồng, sinh ngày 20 tháng 1 năm 1988. Em đến từ Vũng Tàu, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm tư vấn công chứng ở quận 4. Ủa bạn nam ơi, ơi cho Thư hỏi cái. Mình con trai mà mình tên là Nguyễn Thanh Hồng hả? Dạ, tại vì hồi nhỏ là má mê con gái nên là đặt tên con Nguyễn Thanh Hồng. Tên thư gọi của em là tên Lộc. Em Nguyễn Thanh Hồng, quan trọng là em có hồng hay không thôi. Dạ em cũng hồng lắm. Hồng tức là hường đó hả? Dạ hường bên ngoài thôi chứ mê bên trong. Mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi Hồng. Vậy em xin phép nói khuyết điểm trước. Khuyết điểm của em là hay tin người. Hay tin người, gì nữa? Đói bụng là hay bị nổi cáu. Cái này có nhiều người có, anh cũng có. Rồi gì nữa? Còn có ưu điểm là rất thích làm việc nhà và thích giúp đỡ người khác. Rồi, bên nữ đi. Xin mời bạn nữ mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em chắc là em dễ nuôi, dễ ăn lắm ạ. Ưu điểm khác nữa là em rất là thích nấu ăn, chăm lo cho mọi người trong gia đình. Dạ, còn khuyết điểm của em thì cũng hơi nhiều. Ví dụ? Dạ, ví dụ như là em đôi khi miệng em nhanh hơn não của em nói nhanh quá rồi em không kịp suy nghĩ, em không kịp stop lại. Một cái khuyết điểm nữa là em rất là thích chụp hình, tự sướng. Và cái mặt của em thì chắc là toàn là góc chết thôi, chỉ có một góc đẹp thôi, nên là em chụp rất là nhiều hình. Thì không biết là bạn nam bên kia có kiên nhẫn cho cái khuyết điểm đó của em hay không. Anh rất là thích khó nháy á. Vậy là hợp hết rồi. Bạn gái bên kia, bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua là 3 mối tình ạ. Có 2 mối tình đầu thì là thời còn học sinh, thời còn chip bông. Mối tình tiếp theo thì em quen hồi còn học đại học được 4 năm và em cũng chia tay 4 năm rồi. Là lý do mình chia tay cái mối tình đó là gì? Dạ, tại vì là hai bạn quen nhau thì bản tính của hai người và bản tính của gia đình hai bên luôn không có phù hợp để tiến tới hôn nhân. Tại vì khác nhau nhiều quá nên là cả hai cũng vui vẻ dừng lại, tại vì biết là không tiến tới được. Ừ, còn bạn nam, lịch sử tình trường mình sao nè? Em cũng từng trải qua 3 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên thì chắc cũng hơn 2 năm. Mối tình thứ 2 mấy năm? Thứ 2 thì chắc khoảng 4 năm. Mối tình thứ 3 thì 7 năm. Trời ơi. Tức là 3 mối tình là em mười mấy năm yêu nhau rồi. Nhỏ nhỏ mà biết yêu sớm. Em yêu từ năm mấy tuổi? Em 18 tuổi là em biết yêu rồi. Mà sao 3 mối tình thứ 3 là 7 năm mà sao chia tay em? Dạ mối tình thứ 3 là tại vì em đang cần cưới vợ sớm. Nhưng mà cô ấy bắt em phải chờ thêm 4 năm nữa nên là phải chia tay rồi. Em không chờ được hả? Không phải không chờ được mà tại vì em cũng lớn tuổi rồi. Rồi khi mà chia tay thì bao nhiêu lâu mình có thể quên được mối tình 7 năm đó? Thì giờ chắc tạm thời là em đã quên rồi. Qua những mối tình đó thì chắc chắn các bạn sẽ vững chãi hơn với mối tình tiếp theo. Dạ đúng rồi. Mối tình tiếp theo mong rằng nó sẽ là mối tình cuối cùng. Dạ ha? Đúng rồi. Bây giờ thì bạn gái, bạn muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Hình mẫu ra sao? Dạ, hình mẫu mà vừa gặp mà em ấn tượng là bạn ấy phải là thật là cao, to là càng tốt nữa à. Tại vì em thích hình tượng là manly mà cao to thì mang lại cảm giác là vững chãi mà có thể dựa dẫm vào được ạ. Em có ngại hói không? Dạ không, nói chung là đẹp trai là em chấp nhận hết, không quan trọng. Nhưng mà ví dụ đẹp trai hói mà vẫn được đúng không? Dạ đúng rồi, đẹp trai, quan trọng là đẹp trai. Hói thì đẹp trai được không em? Để coi. Không, làm thơ em hỏi coi hói được không? Hói cũng được, cô đúng này rồi, cổ không có kỹ hói. Dạ đúng rồi. Được. Đó, chị nhìn nhiều em đi. Ừ, để chị nhìn nè. Đó là chị trai như vậy đó, cao không? Hello. Dạ chào chị. Cao, dài. Cái mẫu hình bạn gái lý tưởng của bạn thì bạn thích như nào? Em thì rất đơn giản thôi, chỉ cần hiền và đối xử tốt với mọi người là được rồi. Bạn ở Vũng Tàu hả? Dạ đúng rồi. Bạn ở khúc nào? Em ở Xuyên Mộc. À, Xuyên Mộc là ngay gần Hồ Tràm á. Hồ Tràm, đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là nhà ở biển hả? Nhà mình ở dưới đó biển, là cách biển khoảng 9 cây số. Đi bộ ra biển bơi không ở cao vậy đó. Trời ơi, cao nha em. Chị thấy là hợp rồi đó. Để anh quan xem bên đàn gái sao nha. Dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Phụ nữ nói nhiều quá. Không thích nói nhiều đúng không? Yeah.
Dạ em nói hơi nhiều. Thật gái. Dạ chào anh ạ. Sao mà em cần phải cao chứ vậy? Ừ, thì tại em thích men lì, em thích dựa dẫm, giống như hình tượng. Ủa? Mà phải cao chưa chắc men lì. Nhưng mà nó đảm bảo hơn chút anh ạ. Ôi không có đâu em. Anh gặp nhiều người cao không có thể men lì. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? À, không thích là bạn nam nói quá nhiều và quá dai ạ. Cổ nói nhiều mà cổ không thích gặp đàn ông nói nhiều. Dạ tại một người nói thì hai người tranh nhau nói. Dạ. Theo profile á, mà em đọc được á, về Quyền á, thì Quyền rất là tin vô bói toán. Dạ. Đó. Huyền sẽ bói được hả? Ba dạ, dạ không, ba em. À ba hả? Ba dạ. Huyền có thể xem có bói. Có ba em đây không? Dạ ba ngồi dưới kia. Rồi. Ba dưới phải không? Dạ. Rồi để hồi ba xem coi bói là sao nha. Nhưng mà ba em không coi tình duyên đâu. Bó ba... tay với em rồi. Ba em chỉ coi được công việc thôi, tình duyên là ba lắc đầu rồi. Rồi để ba coi chàng trai thế nào nha. Rồi đây diện thằng gái. Dạ con xin rồi, mời bác. Mình chào chú ạ. À, xin chào các quý vị ở trong trường quay. Xin chào MC Huyền Ninh và Nam Thư. Dạ. Cháu Huyền thì về bản tính thì cháu ngoan và hiền. Trong cuộc sống thì sống hòa đồng, hòa nhã. Theo về cảm giác của người làm cha làm mẹ, tôi thấy rằng các cháu cũng hợp nhau, cũng được, cũng tốt đấy. Nhìn hình thức của chàng rể tương lai được không? Nói chung là cơ bản nó tương đối tốt. Dạ. Xin hết ạ. Dạ, rồi, cảm ơn chú. Bác. Cơ bản là tốt. Còn em trai, em đi với ai? Em đi với bác gái của em. Ok. Rồi, dạ. Xin chào đại diện đàn trai. À, xin chào trường quay và MC Quyền Linh, MC Nam Thư. Dạ. Dạ, em là bác dâu của Thanh Hồng. Thanh Hồng thì nói chung là sống trong gia đình ấy, thì Thanh Hồng nó rất là nhẹ nhàng, chăm chỉ, nói chung có ý chí. Đấy, còn về bạn gái thì nói chung thì nhìn bạn dễ thương, nữ tính. Còn hai bạn nếu mà chút nữa nói chuyện với nhau sau có cái gì đó thì tự quyết định. Em nhận xét là như vậy. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình sẽ có thời gian gặp nhau. Yeah. Nào, mở rào. Đây, mời em. Chào anh ạ. Chào em món quà. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà gửi lại cho anh ạ. Cảm ơn em. Dạ, anh mở ra xem ạ. Lấy ra luôn cho ngồi xem luôn. Cho anh dạ nói trước xe. Cho anh nói trước là ý nghĩa của xe thử xem đúng ý em không? Dạ đúng ạ, anh nói là vậy. Hình như là em muốn là anh sẽ đưa em đi đây đi đó thôi chứ. Dạ đúng rồi. Tại vì em rất là thích đi du lịch nên hy vọng là anh có thể đèo em đi khắp thế gian. Ok, cảm ơn em. Dạ. Anh sẽ cố gắng. Dạ. Em lấy hoa ra coi đẹp không gái? Dạ, cảm ơn anh nhiều. Quay cho mọi người thấy coi. Trời ơi, tím đợi chờ, tím chung thủy nè. Rồi, bây giờ xin mời các bạn mình ngồi xuống và mình sẽ nói chuyện với nhau nha, tâm sự. Bé Quyền à, Hồng cao có 1m78 mà vậy có đúng chuẩn em chưa cưng? Dạ, quá đúng rồi. Dạ, nói chung là nhìn anh ở ngoài rất là hợp ý em. Cao là đạt rồi. Em muốn hỏi là anh chia tay bạn gái cũ mà 7 năm là bao lâu rồi ạ? Khoảng 8 tháng rồi, 8 tháng hơn 8 tháng rồi. 8 tháng rồi? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nếu như cái người yêu cũ 7 năm đó quay lại muốn bắt đầu lại từ đầu thì bạn nghĩ như thế nào? Không, khi mình đã quyết định một cái gì đó thì mình phải có mục tiêu, mục đích của nó chứ không thể nào mà mình nói xong rồi mình đi làm lại ngược cái lời nói của mình thì nó không đúng, nó không có đúng với đạo lý, không có. Chắc nha, tức là khi mình đã kết thúc cái cũ, mình phải quên cái cũ. Khi mà mình bắt đầu một cái mới thì tất nhiên đầu tiên mình phải có trách nhiệm là phải bảo vệ cái tình yêu mới của mình. Không, nhớ nha, chứ đã biết hôn phụ nữ á, như chị em tụi tôi là dễ liên tưởng lắm, đúng không cưng? Dạ, dễ ghen lắm, dễ suy nghĩ cái tình cũ không rủ cũng tới. Nên đúng không? Đừng có làm hành động gì để mà phải suy nghĩ và ghen tuông. Rồi thí dụ như mà hai đứa mình đến được với nhau thì em ở trọ thì em có ngại không? Dạ không ạ, thì không. Một túp lều tranh hai trái tim vàng. Cái đó là hồi xưa thôi chứ bây giờ thì sao? Thì bây giờ hai bàn tay của cả hai cùng tạo nên một mái nhà chung thì em nghĩ không sao ạ. Thì anh chị gọi. Dạ. Đúng ý anh rồi. Chúng ta sẽ hẹn hò thế nào? Tại vì hồi nãy em nghe không rõ là mình quê ở Vũng Tàu và làm ở Hồ Chí Minh phải không ạ? Dạ, đúng rồi, anh là quê ở Vũng Tàu mà làm ở Quận Tư á. Nếu vậy thì một tuần là thường mình có dành nhiều thời gian để cho hẹn hò hoặc là dành nhiều thời gian công việc có bận rộn lắm không ạ? Còn công việc anh thì 5 giờ là anh hết rồi. Anh chỉ trừ mỗi đi đá banh ra thì... Dạ, tại vì em cũng rất là thích xem đá banh. Mà thích nhất là đi bão. Cho nên là anh thích đá banh vậy là chở em đi bão được rồi. Em cũng thích chuyện đó nữa.
thôi, mình hát bài để giải trí, ừ, giải tỏa không khí, giải trí lấy không khí nè. Bây giờ em xin tra tấn mọi người với lại bạn gái một ca khúc Lâu Đài Tình Ái. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chẳng không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa. Giờ tới đây hết thuộc rồi. Trời ơi, cảm ơn bạn gái tiếp luôn. Cảm ơn Thanh Hồng. À, hát tặng em một bài ạ. Thật lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng trời mây vượt núi cao hay biển sâu, biết mây là yêu cho vừa, xin mây thời gian cho vừa, khi yêu ta mơ về nhau, để thấy lúc lúc lòng mình nhẹ nhiều khi, muốn vứt hết tất cả để mà đi, mình sống như những đứa nhóc không giàu, sớm thức dậy ở một nơi xa. Dạ. Dễ thương. Những gì nói mình đã nói hết rồi. Ừ. Bây giờ mình để tay mình nút bấm đi. Nào, suy nghĩ thật kỹ nha. Các bạn hãy thực sự trung thực với cảm xúc của mình, trung thực với con tim của mình. Nhắm mắt và cảm nhận thử xem nha. 3, 2, 1. Chúc mừng hai bạn. Oh! Nắm tay nhau, nắm tay nhau nào. Đây, của em. Nào. Em xin phép bác trai, bắt đầu từ hôm nay cho tụi con được phép hẹn hò với nhau. Xin phép gia đình đi em. Con trước tiên thì con cũng không biết nói gì hết. Thì con cũng hứa với bác là con sẽ làm tất cả. Còn mọi sự thì cứ để tùy duyên. Con xin phép cô với chú cho con được quen em Huyền ở đây. Rồi, bác gật đầu rồi đó. Nào, thủ tục của chương trình là hãy đặt một nụ hôn lên má cô ấy. Em xin phép em. Đó. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Hãy nắm chặt tay nhau nào, đừng buông tay ra. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Gửi tặng tới bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton và máy nước nóng nhãn hiệu Atlantis, tổng giá trị là 7 triệu đồng. Còn nữa, phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu như hai bạn kết hôn với nhau. Rồi, chúng ta hãy đi xem phim, hãy đến với nơi thật là lãng mạn nhất. Mời các bạn. Quà quá trời rồi, chúc mừng các bạn, xin mời. Và bây giờ là món quà ngay tại phim trường của chúng ta. Ai có phiếu, mình lấy phiếu ra. Nếu bốc trúng thì các bạn sẽ được nhận một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Ủa, anh bắt luôn rồi hả Linh? Luôn. Nhanh gọn lẹ quá vậy. 32. Ai cầm 32? Rồi, nhanh lên, nhanh lên nào. Nhanh, nhanh, nhanh. Xin mời bạn tiến về sân khấu. Chúc mừng. Đây, mời bạn bước ra sân khấu nè. Chúc mừng bạn đã được một phần quà là một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Đây, số chính xác của ta là 32. Rồi, cảm ơn bạn nha. Và khán giả xem truyền hình cũng thể nhận được một món quà là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng. Nếu trả lời đúng câu hỏi của chương trình tại fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Các
cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ chương trình này. Còn bây giờ có lẽ thời gian phát sóng đã hết. Quỳ Linh, Nam Thư xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.